Thưa quý vị, Đà Nẵng đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Lượng du khách đến tham quan, vui chơi tại thành phố cũng tăng lên đáng kể trong những ngày qua. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho khách du lịch là nhiệm vụ được các đơn vị chức năng quan tâm, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh. Để chuẩn bị cho mùa cao điểm du lịch hè, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã triển khai các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức đến các chủ nhà hàng, quán ăn, những nội dung cơ bản của luật an toàn thực phẩm, các quy định điều kiện về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu quả thiết thực từ những lớp tập huấn giúp các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nắm bắt được những quy định cơ bản, từ đó giúp họ biết cách phòng tránh nguy cơ, đảm bảo an toàn trong quá trình chế biến thực phẩm. Đối với quận Hải Châu thì đã triển khai rất là nhiều các lớp tập huấn tuyên truyền từ cấp quận và cấp phường và tập trung vào cái việc mà cập nhật lại những cái kiến thức, những kỹ năng trong quá trình chế biến, trong quá trình mua nguyên liệu đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đặc biệt là cập nhật cái văn bản quy phạm pháp luật về cái việc mà xử phạt vi phạm hành chính mới nhất liên quan đến cái vấn đề an toàn thực phẩm để những cái cơ sở sản xuất kinh doanh có thể áp dụng và rà soát các hoạt động cơ sở của họ lại để đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm trong cái mùa cao điểm du lịch. Tại các quận huyện, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức những đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành, thực hiện test nhanh các chỉ số theo quy định, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở cam kết thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lưu mẫu thức ăn sau khi chế biến. Các cái quận như quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn và đặc biệt quận Hải Châu nữa, thì ba quận đó thì chúng tôi cũng đã có các cái đội thanh tra kiểm tra làm trước rồi, từ trước từ lâu rồi và cũng có văn bản gửi cho các ủy ban dân quận huyện, họ tăng cường công tác kiểm tra giám sát và đặc biệt là công tác truyền thông nữa. Mở cửa hoạt động trở lại sau 2 năm tạm lắng vì Covid-19, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhận thức rõ về vai trò trách nhiệm khi phục vụ cho du khách, lấy tiêu chí an toàn thực phẩm đặt lên trên hết và trước hết. Các chủ nhà hàng, quán ăn mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực ấn tượng. Trong khâu chế biến là tôi quản lý từ cái thực phẩm vô rồi tới khi mình chế biến nấu ăn đồ là quản lý rất chặt chẽ, sạch sẽ và tỉ mỉ, không có làm có lỗ. Với sự vào cuộc đồng bộ của các ban ngành chức năng cùng ý thức trách nhiệm của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vấn đề an toàn thực phẩm trong mùa cao điểm du lịch hè sẽ luôn được kiểm soát, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng nói chung và khách du lịch nói riêng, giúp họ có những trải nghiệm thú vị tại thành phố biển Đà Nẵng.